Hello mọi người, hôm nay mình sẽ quay video 24 giờ ăn đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi. Let's go. Không, ở Hàn Quốc phải nói là cố cố xin. Cố cố xin. Cố cố xin. Cố cố xin. Ok, location đầu tiên tụi mình sẽ đến là JS25. Bọn mình sẽ đến nhiều cửa hàng tiện lợi để xem là cửa hàng nào sẽ ngon nhất nhé. Tụi mình chọn cái location này vô hết trơn đồ ăn luôn mọi người. Chứng tỏ đồ ăn đây ngon. Hot dog nhưng mà có pasta. Lắm rồi. Sinh dân nữ hoàng. Tí nữa tôi làm với người còn lại đang phải rep tin nhắn công việc. Bây giờ mình sẽ đi lấy mẫu đũa cho đang các hoàng đế ngồi xuống. Lấy đi, có dụng tí xíu đi, nhanh. Đói quá nè. Ok mọi người, ở đây mình có gọi một cái lunch box. Có cơm nè, có trứng chiên nè, gà chiên, fish cake, rau, kim chi. Và cái này là giống như là cái miếng thịt trong burger á mọi người. Đây là sự lựa chọn của mình. Sự lựa chọn của Hoàng. Hoàng gọi một cái canh rong biển. Ở đây là của Hà Trang các bạn ạ. Hot dog có spaghetti với lại trứng. Có xúc xích bên trong luôn, lần đầu tiên mình thấy ăn kiểu này nha mọi người. Về nước uống. Cái này là Hoàng. Cái này là của Mê Trang. Còn cái này là được tặng kèm. Cuối cùng là dessert là tụi mình có cái này. Rồi bây giờ ăn thử có nó ngon không nha mọi người. Không ngon là tất cả là do Mê Trang hết. What? Ok, let's see. Ngon. Ăn cơm là ngon nè. Biết không? Cơm ở Hàn Quốc nó dẻo cho nên là ăn nó khác cơm của mình. Vị ngon, nó hơi bị soggy nhưng mà thôi mọi người cứ thử đi, đừng có nhìn anh ngại. Em không ngại đâu, chắc có anh ngại đâu. Ăn gà nhận lội gà như này không? Mà gà này hơi mềm hơn bình thường, bở bở luôn, không thể nào giòn được hết mọi người, nhưng mà cái vị thế là ngon. Nghe nếu mà ăn chung thì có ăn một bữa ăn ok. Em thử này. Cái này em kỳ vọng cao hơn. Ngon không? Chắc là nhưng mà bị khó tính nên mình thấy ngon. Nhưng mà mình thấy nó hơi bị bột. Lúc mà ăn đồ tiện lợi là cái cảm giác đấy, nghĩa là nó gần ngon nhưng nó không ngon ấy. Đúng rồi. Sao mỗi mình em thấy ngon? Vậy chắc sáng giờ em chưa ăn gì hết. Không, nhưng mà em thì em vẫn sẽ khen ngon đấy. Tại mình dễ tính. Với một cái giá tiền mà mình phải trả thì mình nghĩ cái này ngon nha. Tại vì nó rẻ nhưng mà nó có đầy đủ. Đúng nghĩa là có đầy đủ các chất dinh dưỡng luôn á. Ôi trứng lòng đào này. Lòng đào nha. Ngon nha. Chả cá dở nha. Cá dở hả? Thật thà thôi. Đúng rồi, cái này là tụi mình nói thiệt. Chả cá em là cái bột nhất trên bàn này luôn. 6/10. Đây là cái món các bạn thì ăn ti nhất, món chả cá. Đúng rồi. Cái cục chả cá ăn vô giống như là ăn cục bột có mùi cá vậy. Em ăn cơm em bèo canh nha. Nhưng mà ở đây không cho muỗng hả? Thực ra là xin muỗng vẫn được nhưng mà sẽ bị quạo. Trong biển quay đồ ăn nhưng không lại quên mất. Ăn liền nha mọi người. Ban đầu nó là một cái cục ra làm khô á. Cái trong biển ngon, ăn thử. Ok, đố mọi người tổng bữa ăn này là bao nhiêu? Tầm 35. What? Không tới, xin lỗi. 30 thôi, 30 đổ lại. Quá cao ấy. 28. Sao? Em đoán 15. Bingo. Thật á? Nữa. Có 12 đô à mọi người. À. Dạ, 12 đô là khoảng 15.000 won. Đúng là người Hàn. Đúng là người Hàn có khác. Đúng rồi đấy. 2 món, 3 nước và 1 dessert, 1 canh. Tổng cộng chỉ có 12 đô thôi. Thế okay. Đúng nghĩa là giá cửa hàng tiện lợi. Mình ăn thử hôm nay cho cả nhà, trông ngon đúng không? Đây là món mình nghĩ là chắc chỉ có ở Hàn Quốc thôi mà. Bây giờ mình sẽ ăn đầu mì ý trước. Ngon nhưng mà đừng tin em. Ngon không? Ai ăn thử đầu trứng. Bự quá, bự quá rồi. What? What is going on? Mình cắn miếng bự. Mình chỉ là nhân vật phụ trong tập phim này thôi cả nhà. Ngon rồi. Ngon mà. Ngon mà. Ngon gì? Ngon hơn này không? Ngon hơn. Ngon hơn anh. Mình sẽ thử cái đầu mà có spaghetti trước. Nãy nó nóng lắm mình. Từ nãy rồi nó nguội lại. Được không? Được nha. Rồi. Biết không? Cái bánh nó rất là mềm, ăn nó ngon. Cái spaghetti trên đây á, nó nêm vừa, nó không có bị quá ngọt. Có xúc xích nữa. Có xúc xích nữa. Cái mùi nó gọi là gì, smoky, không khói á. Đầu trứng. Đầu trứng vị béo hơn. Nhưng mà mình thích cái đầu spaghetti hơn nha. Khó xử quá hả nhà ơi, khó xử quá. Cái đầu này là có cả hai phần ý. Mà đã đến lượt mình ăn khó xử thế nhở. Thôi ăn hết luôn đi mình. Hết đi bạn. Mình hơi điệu rồi đó. Khó xử quá, ok. Các bạn đừng nhìn mình nữa. Bạn lẹ đi, không mình ăn giờ. Là to ấy. Hết luôn. Không dính miếng trứng nào hết, không dính miếng spaghetti nào hết. Ủa? Ăn gì ăn bánh không à. Mọi người ghê không?
mọi người tên lại mọi người trên video đi. Ngon, nhưng mà nó thiếu thiếu cái gì đó. Cái thịt bằm hả? Không. Này nó hơi thanh đạm quá. 1, 2, 3. Yeah. Không phải sữa mà không phải soda là cái gì. Rồi cái nước này nước gì nó confuse dã man luôn á. Vẫn chưa hiểu nó là nước đúng gì rồi, luôn á. Đúng rồi, chưa bao giờ uống vị nào như này đúng không? Nước này khá là lạ nha mọi người, nhưng mà không có dở. Nó gần nhất với vị gì anh từng thử? Nó kiểu trái cây. Ai không ạ? Bây giờ Hoàng uống này hơn tháng sau. Mình thấy ok. Nó là cái vị gì đó rất là quen mà không nhớ được nha. Mà cái vị này hiếm gặp lắm, đúng là vị này hiếm gặp. Là từng uống rồi, nhưng mà của cái loại khác, không phải lon này. Nó hơi kiểu nó cũng sữa sữa mà nó cũng không phải sữa mà nó cũng không phải soda, nó kiểu soda sữa nhưng mà nó mà cái này bán kiểu chạy lắm á. Vậy hả? Ừ, rất là nhiều người thích. Dân mà em yeah. Ok, thử đi. Cái này mới confusing này. Mát sao nghe giống mùi dầu kinh dịp quá vậy? Gì vậy ba? Làm em cũng thắc mắc. Giống dầu kinh dịp không? Ủa đâu phải giống. Hôm nay uống lại cái này thấy ghê hơn ngày xưa nha. Không mà cũng cũng vị thú vị á. Nhưng mà nó thanh mát ấy. Pai là gì vậy? Pai là cái gì? Cây thông, oh my god. Nước cây thông hàng chi, uống nghe mùi khuynh diệp mọi người. Nhưng mà mình không có nghe lắm. Không, cái mùi trái tê như dầu gió ấy. Nhưng mà uống cũng cuốn cuốn ấy à. Uống cuốn á, nhưng mà uống quen là nghiền á. Mình không có thích uống nước ngọt cho lắm cho nên là uống mình thấy cũng ok. Cái này ngon. Ngon. Không, là ngon dữ chưa? Không, đang suy nghĩ. Nó có mùi corn candy. Đúng. Nhưng mà sparkling corn candy. Cái này nó hot lẫn có lý do đấy. Cũng là một kiểu uống rất là nghiền. Dessert. Món cuối cùng, dessert nha mọi người. Mấy Trang nói là cái này là đặc biệt của GS25 cho nên là phải thử. Có Shin cậu bé bút chì mọi người. Oh, trong này nó có cho cái sticker nữa nè mọi người. Chắc là con này con thì mình không biết luôn. Rồi. Cho một cái thìa thì lại hôn nhau gián tiếp à? Thôi lỡ. Này là gọi là nút lửa luôn rồi. Wow, nụng đính. Ôi, nụng đính thật đấy. Ok, thử nha. Ai bắt anh phải húp như thế, anh ăn như một người bình thường đi. Hey. Anh ơi, ngon quá. Ngon quá luôn. Ngon lắm luôn. Đấy. Sao đồ gì em chọn ngon ấy? Mọi người thấy không? Nãy giờ mình thấy nha, trong tất cả các món này là ngon nhất. Thế á? Ê, ngon lắm luôn á. Thế à? Ngon không đưa cho các em luôn mà. Là giữ luôn mà. Ăn thử. Anh đưa cho Hoàng trước đi. Chèn nhạc tình cảm đây. Ê, phải hút mạnh hơn á. Ê, mà ngon nha. This is really good. Yes, it is. Ngon ha. Thật commercial. Diễn hơi sâu nhưng mà ngon thiệt. Không, em nghiện đồ béo. Anh cũng vậy, anh rất là thích đồ ngọt với đồ béo. Ngon đấy. Ngon ha. Cho anh miếng nữa đi, cảm ơn. Nãy giờ cái này là ngon nhất có mọi người. Ừ, ngon nhất luôn đấy. Hay á. Ok, rating nha. Cái này là số 1. Xong rồi ngon nhất. Cái này là ngon nhì. Cái này là ngon 3 nha. Ngon 3. Cái lunchbox thì ngon 4 nha mọi người. Nhưng mà nếu như mà so với giá tiền phải trả thì nó cũng ngon 3, ngon 2 gì đó. Wow, thân thiện. Trên lên trên xuống rong lẹ. Không, mà mình phải gọi là xét hết tất cả những cái điều kiện để mình có thể đánh giá một cái sản phẩm. Chứ mình không có thể nào mà bias cái đó, hiểu không? Em muốn mua thêm cái này quá hả? Cái này đúng ngon luôn. Hay là mình vô mình mua cái vị còn lại đi. Okay. Mình đã quay lại với lại một cái thêm được sticker gì? Dessert kế tiếp cũng giống vậy luôn nhưng mà vị khác. Tại vì ba đứa mình quá thích mọi người. Đây là vị sữa, đây là vị custard. Đố hai đứa cái này nhiều. Đứa nào dù trả lời đúng thì trả cho bữa kế tiếp. Hả? Cho comment nhất. Em bị 2000. 2004. Sai. Nhưng mà em đúng hơn Hoàng. 3500. Ồ, cái này em cho sticker ấy. Đây, sticker này. Đây, cho sticker này mọi người. Ta-da. Một vinh linh sắp nhăn rồi đó. Nhà cái chạch. Ok, thử nghe mọi người. Sao nó giống y chang vậy? Ủa, tưởng nó phải thanh hơn chứ vậy? Nó ngon lắm luôn á, nhưng mà giống y chang à. Ăn lại cái này xem rồi. Thử giống y chang nha. Ê, y chang à, má má ơi. Thật á? Y chang à. Rồi, ăn đi, em ăn đi. Rodan Gamsi luôn. Lại chả y chang. Y chang đúng không? Không khác gì luôn á. Sao vậy? Sao y chang vậy
cái điểm khác duy nhất đó là cái màu vàng, cái màu trắng hết. Cái này ngọt hơn tí không? Cũng mua trứng. Đó. Nhưng mà rất là giống nhau, so close. Nghĩa là giống quá, giống mức bộ luôn á. Mọi người mua cái vàng thôi. Yeah. 3.000 năm lận. Hoặc làm sạch hết luôn mọi người. Ok, mọi người đã sẵn sàng cho cửa hàng tiện lợi tiếp theo chưa? Dạ ok. Này như 2.000 à. Có lòng nướng nữa nè mọi người. Anh thử hết luôn à? Ngon quá. Anh hai này luôn hả? Anh để anh giữ hả? Mình thử ăn lòng nướng trong convenience store của nó ngon cỡ nào ha. Ánh mắt anh vẫn va vào cái thịt ba chỉ á. Ôi nhìn ngon quá à. Thử ít ít thôi còn được thử nhiều nữa mọi người. Okay, giờ okay. Thử món này đi. Bỏ vô, bỏ vô. Tiếp. Anh đã ăn cái món cơm cháy chưa? Cái này là món canh cơm cháy Hàn Quốc. Vị nó cũng người ngon người không. Muốn thử không? Cái này mới quốc dân. Cái này chưa? Này, hộp này là 1.000 won đúng trời, không? Một đồ. Cơm cháy là 2.600 nha mọi người. Lòng nướng 9.400. Cái này bị lê Hàn Quốc này. Ừ, cũng thử nha. Ừ, ui, đáng nhớ. Chọn đào nha mọi người. Ừ, ok. Mọi người, hôm nay lần đầu tiên mình được mấy trang bao nên mọi người chắc tối nay mình khóc quá. Phải. Em tính ăn giỏ luôn không? Không, em biết mà. Mình cho cái đấy vào, sau mình sẽ cho cái nước đến cái vạch này. Không cần phải nấu nha, mình đợi 3-4 phút thôi. Cần mở ra, bóc một chút ra. Ok, cứ làm 2 phút cho yên tâm nhé. Ok mọi người, đây là món đầu tiên của Mây Trang. Noodle chi là kiểu cháo cơm cháy hay là canh cơm cháy gì đó ấy. Nhưng mà mình cũng thấy rồi, mình sẽ có cơm cháy là mình đổ nước vào và ăn vậy thôi đó. Nhưng mà cái mùi mọi người cảm nhận đi, nó có một cái mùi rất đặc trưng, kiểu nó hơi khét khét và nó hơi gọi là gạo. Nó y chang mùi cơm cháy luôn á. Cái này cũng quốc dân mà, mọi người bình luận đi, các bạn nào biết bình luận. Mọi người, nói chung là nhìn cái packaging á, mình không muốn mua nha mọi người. Nhưng mà tại vì Mây Trang nói là nó quốc dân cho nên là mình muốn ăn thử. Cái món này ăn nó sẽ thanh đạm là một này. Nó sẽ hợp để cho những ngày mọi người bị ốm nhiều hả. Nhưng mà em cũng không biết là ngon không luôn, em lâu lắm món này. Hay vậy ghê luôn, có giới thiệu xong rồi không biết, không nhớ gì hết trơn. Mình ăn món này xịn rồi nhưng mà ăn cái đồ mà ăn liền là chưa ăn. Cái tiếp, sự lựa chọn của mình là cục tràng lòng nướng nha. Tại vì lần trước ăn lòng mình thấy ngon quá nên là kỳ này mình muốn ăn thử ở cửa hàng tiện lợi coi là lòng ở đây nó ngon như thế nào. Mua một tặng một nha mọi người. Cuối cùng là món của Hoàng, giới thiệu về sự lựa chọn của em. Nó là món ăn lạnh, anh Nino kêu em lấy này đi. Thì dạ, yeah, nó là sự lựa chọn của em. Ủa, cái đấy kịch bản. Ok. Anh Nino trong tương lai không được cắt nha, mình phải sống thật nha. Cái mì này là anh là cũng quốc dân. Đúng rồi, thường thì mọi người rất là hay ăn mì xin. Tới Hàn là có rất là nhiều sự lựa chọn khác nhau. Cho nên là lần này tụi mình muốn thử cái mì này. Nước. Cuối cùng là nước, lựa chọn của Mây Trang. Cái này thì thứ nhất là em mua vì packaging quá dễ thương. Và cái thứ hai là nó là vị lê mà lê Hàn Quốc rất là nổi tiếng. Mà lâu em không uống cái nước gì lê, nên là mình sẽ thử cái này. Mình chưa bao giờ uống nước vị lê luôn, cho nên là mình rất là muốn thử. Nước vị lê giống như nước vị táo không? Không bé. Lê với táo nó khác nhau. Mọi người nhá, lần video tại đây mình không quay. Ủa người ta không biết thì phải dạy, phải educate người ta chứ mà hả? Tại sao lại có cái thái độ như vậy? Táo là táo chứ. Bữa ăn lê với táo giống nhau mà. Bây giờ anh đồng ý với em chưa? Bây giờ anh có đi ra khỏi cái video này với em không? Cái lê với táo với cái bơm giống nhau đúng không? Nó kiểu có cái bơm nữa. Bơm là gì? Bơm là táo á. Bơm là táo hả? Ừ. Nhưng mà lê là khác. Lê á nó trồng hơn, cắn nó khác. À, em nhớ trái lê rồi. Em xin lỗi, em lộn trái lê với trái bơm. Muốn rớt cái lông mi giả. Mình mệt mỏi Hoàng quá. Giờ mình biết tại sao Hoàng chưa có kênh YouTube nha mọi người. Mình uống nước đào tại vì mình rất là thích peach. Cho nên là mọi người, cho em nói một cái này. Sao? Anh cứ nói đùa xong anh quay lên hai nhìn hai bọn em ấy. Xong em bị lốt chậm. Nên là lúc này em chưa kịp cười lại anh ấy. Nên do em sẽ cảm thấy hơi có lỗi, không sao. Em vừa thấy buồn cười thật, em chỉ lốt chậm thôi nha. Ok, tiếp. Cái chốt của tụi mình nó không có sinh với nhau á mọi người. Đại khái là anh cũng quên anh nói gì rồi. Đào. Mình thích uống nước đào. Mình thích uống nước đào hết. Yes. Yeah. À, bây giờ em yêu cầu, không có yêu cầu là mọi người sẽ muốn nghe anh ASMR mở cái này ra xong rồi cho đổ nước vào đó. À nhỉ, như thế là không biết rồi. ASMR như vậy. À. Đúng rồi. Anh luyện ra đường luôn anh. Xấu hổ quá. Ok. Không, đây nha, em phải cầm cái mép xong anh giật thật là mạnh nó mới ép ra. Giật không? Nè, 2, 3.
không nghe lắm nha. Ọc nữa chưa. Dẹp đi, cắt. À anh muốn nó ọc thì anh mở cái túi túi nhỏ thôi. Hoàng có kinh nghiệm quá. Rồi làm xong nó không ọc em cười chết luôn. À ọc cũng ọc cũng ọc. Ờ chưa ọc mà. Em nói hơi lớn nữa hết ọc rồi. Ngon nha, hơi ngọt. À, tụi mình sẽ ăn đồ ăn trước nha, để chứ đang trời ở đây đang 12 độ cho nên là nó nguội lạnh. Ăn này ngay, không nó chuông lên. Mì nó chuông. Nó chuông rồi. Lo nói quá mọi người, mì nó nở tè lè tức lấy. Mix liền. Không, thành mì khô luôn rồi. Em mong là vẫn sẽ ngon. Nhưng mà cho nó giống mì xào. À, bây giờ mình thử mì gói quốc nhân như mọi người nói nha, cho nó ngon nha. Cái vị rất là ngon nha. Cái vị này là nêm nếm rất ngon đậm đà. Dạ. Nhưng mà mình thích cái cọng mì dày hơn. Cái cọng mì này giống cọng mì mì của Việt Nam á, mì Hảo Hảo á. Là mình chỉ bỏ nước sôi thôi, mình không có cần microwave. Nhưng mà vị ăn rất là ngon. Toàn sẽ nước miếng rồi kìa. Nè nè, cho miếng nè, ăn thử đi. Hay là mỗi đứa thử xong mới sao bọn khác. Thế để em. Thôi. Này ngon nha, khác biệt hoàn toàn giống mì xí luôn á. Anh ăn rồi mà sao anh tỏ ra ăn lần đầu vậy hả? Em để cho ta diễn coi. Ủa vậy hả? Anh tưởng em muốn anh nói chuyện giống kiểu lần đầu. Các bạn ơi, không phải là content creator nào cũng như hai người này đâu mọi người ạ. Người tin mình. Mọi người, những cái này là những cái mình chưa ăn nè. Còn Hoài thì không biết, tại vì nó là diễn viên, không có tính. Hiểu không? Cái mì này là mì lần thứ 5 mình ăn rồi. Ở Việt Nam cũng ăn nhiều. Ủa vậy hả? Dạ. Bên Mỹ không có mì này nha mọi người. Hoặc là có mà mình không biết. Bây giờ mình ăn thử gấp trang nha mọi người. Gấp trang đây nhìn khá là ngon. Nó có cho một cái gói này là cái gói tỏi. Mình sẽ bỏ vô mình mix với nhau. Cái này nào mà nó tung một cái đi. Đấy. Đấy, anh mình đấy. Tập gym đều đặn đấy. Anh sợ nó tung vô mặt em nè. Em mặc nguyên bộ đồ trắng đó. Đấy à. Triển vọng, triển vọng. Dạ. Wow, khói. Mình bỏ gói tỏi này vô. Ngon không mọi người? Thử nha. Tteokbokki. Ồ, có tteokbokki, tteokbokki. À tteokbokki à? Cheers. Mình tưởng không cay mà nó cay nha. Dây thứ ba, thứ tư bắt đầu nó hít. Giòn, không mềm, dai, vẫn nghe mùi lòng, cay nha. Mùi lòng. Dạ. Bạn thấy sao? Mình thấy cay à, vị ok. Nhưng mà vị... hơi không thơm lắm. Không có ngọt lắm nha mọi người. Dạ. Yeah. Nhưng mà đồ ăn tiện lợi vậy thôi được rồi. Okay. Ăn thử cái tteokbokki nha. Ê, nhưng mà 9.000 mấy mắc nha. 9.000 mấy là khoảng 140. Nhưng mà lòng là mắc rồi. Tteokbokki ngon mà. Mừng quá, mình ăn hết luôn. Dạ. Này là ăn theo kiểu mây trang hay dại là kèm miếng này với kèm miếng kia. Cái này nếu mà thèm quá với lại một mình á, không có đi ra ngoài chỗ ăn lòng nó sẽ ăn này được. Thích ăn cái kiểu hơi vui miệng thôi. Bây giờ ăn theo chỗ này đấy nha mày rồi. Mà này đúng rồi, Hàn Quốc này là kiểu này này, ăn nó phải kèm thôi. Ok, một miếng lòng, một miếng mì nha. Kim chi nữa thì đúng rồi ha. Cay, ngon. Ngon quá. Ăn nhăn nhăn. Ai bắt đầu đổ mồ hôi nha. Em ăn nhiều là phải cay ngang cắn ớt quả ấy. Cay nha. Giờ nó cay quá. Ê, ngon hơn. Nha, yeah. Ngon hơn. Ăn kèm kèm nó ngon hơn. Mọi người ăn thử kèm kèm đi. Hàn Quốc có kiểu đấy hay lắm. Bà này bà giới thiệu dữ ghê luôn á. Cho em uống thử này, em tò mò lắm rồi. Mình sẽ uống nước cinnamuro của mình. Lê, thực ra cái mùi nghe hơi bị ngọt. Ngọt quá. Sự lựa chọn của em á. Ngọt, ngọt bạo lực. Ngọt bực bội luôn ấy. Thật sự, em mà nói như kiểu là có. Có lê. Like pear jam. Có jam ở trong ấy. Anh nghĩ nó là lê thiệt á. Oh my god, this is so spicy. Ok, mình thử cái này nha mọi người. Cay quá, cay quá. Oh. Hơi lạnh răng xíu nha. Ê, mùi lê thơm nha, nhưng mà ngọt quá. Mọi người, xin lỗi mọi người nha. Mình không thích uống đồ ngọt. Em nghĩ là cái này là ngọt quá với nhiều bạn. Thử đi mày. Dạ. Em có thích uống đồ ngọt không vậy? Dạ không. Rồi, vậy là em không thích luôn. This is a bit too sweet. Ngọt quá. Ngọt đúng không? Ngọt quá. Khẽ luôn. Em nghĩ là cái của anh đỡ hơn, tại vì nó có cái vị trà, nó giật lại. Đến của em ạ. Ok, bây giờ mình thử cái món mà mình tò mò nhất luôn á. Món thanh đạm nhất luôn á, đó là cháo cơm cháy nha mọi người. This better to be good. I'm gonna be so mad.
Thôi bỏ mà anh, bỏ mà, bỏ đi, thôi, thôi, đừng chửi, thôi, thôi. Ăn hai muỗng mà vẫn chưa thấy ngon nha mọi người. Nhưng mà anh có thể ăn được nhiều, kiểu nó thanh đạm mà nó ngấm dần đó. Mình có bị bỏ lỡ gia vị gì không dạ? Không, nó như thế thôi là người ta sẽ ăn kèm với những đồ ăn khác. Thế không biết, rõ lắm. Cái này chắc ăn kèm với kim chi thì ngon hơn á. Có thể đây là không phải là văn hóa của mình, nên là mình ăn mình chưa thấy ngon lắm. Vậy mình ăn kèm thử với cốc trang nha mọi người. Vẫn chưa thấy ngon nha. Rồi, Hoàng ăn thử. Anh nghĩ là người Việt Nam sẽ không thích lắm đâu. À, bình thường là phải ăn cùng với banh chanh nha mọi người. Một kiểu của Hoàng ghê. Em ăn thử hả? Sao Hoàng, thanh đạm dữ chưa? Mà cái cha là mình thanh đạm lắm hả? Anh gửi lại em. Thất vọng về mây trang quá mọi người. Sao chả thôi vậy? Vậy là ngon dữ chưa? What? Không, mình nghĩ là phải ăn với, chắc phải ăn đồ ăn kèm thật thì đỡ hơn. Không phải không đỡ hơn à? Thử nè. Không, cái này là nó hơn vị tí xíu thôi, nhưng mà cũng không có. It's not gonna make any better. Mọi người biết cái cảm giác mà ăn cháo trắng, cháo đậu với lại mấy món đi kèm á, thì cái này nó cũng vậy. Nhưng mà tại vì mình không có sinh ra và lớn lên ăn cái này á, cho nên là mình ăn mình thấy nó không có, không it's có growing on me. It's growing on you luôn. Em đi ăn cháo mà hỏi Hoàng ấy, suốt ngày đặt cháo vậy. But this is not cháo, this is cơm cháy and nước lã. Diễn hay chưa, diễn dữ chưa? 3 điểm. Okay. Trời đất ơi, em bỏ cái hộp đó ra chỗ khác đi, hãy người ta bị ảnh hưởng tội người ta. Trời đất ơi, 3 điểm dữ chưa? Quan điểm cá nhân. Tới món của Hoàng nè, đây là món mình đã từng làm ở Mỹ. Bây giờ, cheers. Cheers anh ơi. Cheers. Ăn lần luôn hả? Ừ. Ok. Em tưởng miệng em nhỏ lắm hả? Em đừng có xạo. 2, 3, vô. Wow. Ngon ăn đi. Mẹ ăn một lần sao anh? Ừ. Mua nữa đi. Mua nữa luôn á. Ngon. Để mức đấy luôn á. Ừ. Nhưng mà mình ướt gì nó không có lạnh quá. Ăn vô hơi tê răng nhưng mà ngon, vị ngon. Cái cơm á, nó có nêm với lại vinegar, giấm á mọi người. Hơi hơi chua chua, hơi ngọt ngọt, giống như là cơm sushi vậy á. Ở trên này là cua giả, cua salad. Không, cái này có nhiều vị khác nhau ngon lắm. Thật là vui khi được anh Nino dụ ăn chút hai món ngon. Em thấy món này bình thường nha. Món này bình thường hay món này bình thường? Không, cái món này là thôi, cái món này đăng xuất luôn. Cho đăng xuất luôn, nhưng mà không, món này nếu mà cơm nóng ăn ngon lắm. Đúng. Đúng. Không, em nghĩ là vậy là ăn ngon hơn. Đừng lạnh quá thôi, đừng lạnh tới bút răng thôi. Lạnh hơn. Em chấm lạnh. Ngon. Ngon mà trừ. Ok, còn món cuối cùng chưa thử đó là nước. Đây là trà của mình. Ok, để mình thử cái này coi ngon không. Nó ngon hơn cái nước lê nhiều luôn á. Tại mọi người biết sao không, đây là trà đào. Cho nên là nó có cái vị trà, giật là cái vị ngọt. Tuy nhiên vẫn hơi ngọt so với lại cái vị của mình. Dạ, không biết mọi người sao, cũng thử cái Hoàng. Dạ. Đúng là hơi ngọt thiệt. Nhưng mà ngon hơn nước ngon lê hơn. Nhưng mà vẫn hơi ngọt. Vị trà hơi ngọt mà. Mình diễn một cái nét diễn khác, đừng có nhăn mặt. 2, 3, vô. Ngọt. Không. Nhưng mà mọi người nói như kiểu không ngọt lắm, nhưng mà ngọt lắm ấy. Ý là kiểu ngọt hơn như mọi người nói. Nó đỡ hơn là cái nước này. Cái này nó ngọt lắm luôn á. Nhưng mà cái hai má này không má nào chịu thua má nào. Má này thì được mỗi là có trà thêm thôi. Ngưng đảo mai. Không phải, thì nó cũng ngọt nhưng mà nó đỡ hơn cái này. Nếu bạn làm món gì uống ngọt thì đừng uống mấy cái túi này. Đúng rồi, đúng rồi. Thật, mấy cái túi này kiểu ngọt hơn mấy cái lon hay sao ấy. Cái cảm giác thế. Hay là mua mấy cái trà trong chai ấy, đỡ hơn. Ok, bây giờ tụi mình rating nha. Ok. Ngon nhất là cái này nha. Dạ. Yeah. Xong rồi cái này thật sự đồng giá nhất là hai món này. Thật ra đồng giá nhất luôn, cái này cũng được. Tại cái này cũng ngon. Dạ. Yeah. Anh cho vào luôn đi, cho vào yeah. Nó tị nhau. Đó. Thằng này là nhì. Thằng trà nhì, thằng lê ba. Thằng lê là ba. Thằng này khuyến khích. Thằng này 10. Thôi thằng này. Còn này là giải, giải khuyến khích nha mọi người. Mọi người tưởng chê mà vẫn cho giải à? Thì giờ lớp có mấy đứa thì nó dễ chót rồi còn gì nữa. Ok mọi người, thì tụi mình đã kết thúc bữa ăn tối hôm nay. Ngày mai thì tụi mình sẽ dắt mọi người đi ăn tiếp. Ăn cho đủ 24 tiếng ha mọi người. Bây giờ chỉ có mình với Hoàng thôi, tụi mình bỏ rơi Mây Trang ở nhà rồi tụi mình đi chơi riêng. Bây giờ tụi mình sẽ dắt mọi người đến một cái convenience store khác nữa ha.
Thì nó mới đi Mỹ về mọi người. Mọi giờ nó vẫn chọn burger. Rồi. Ok, ăn chết bò đi. Bò đi. À mì, có mì nữa nè. Ok. À, cái này lúc đầu mình tưởng là có sữa mà cuối cùng nó không có sữa. Nhưng mà nó có mùi hazelnut cho nên là hơi ngọt, không có bị ngọt quá. Mình nếu mà có sữa sẽ thích hơn, mình thích uống cà phê có sữa. Nhưng mà đang rất là thèm cà phê, từ giờ sáng giờ chỉ có uống một ly thôi, cho nên là giờ uống thêm ly thứ hai. Hơi lâu mà uống hấp nữa là ngon. Uống thử của anh. Của em ngon hơn của anh. Của anh cũng hay mà, lạ lạ. Hôm nay nếu mà cái này có ở Việt Nam em sẽ uống thường á. Thử đồ ăn nha. Ok, đây là món cháo mình mọi người. Vấn đề là hôm qua mình ăn cái mà cái giống cháo anh, mà cơm cháy á, làm em bực. Ủa tính ra đây là vlog đầu tiên mà cao quá. Hoàng cách hơi cao lắm mọi người, cho nên là không có mời Hoàng tham gia được vlog nào hết. Đây là video YouTube đầu tiên mà Hoàng nó vô nha mọi người. Em debut luôn á. Em có cần đưa miệng em tới camera thôi được rồi Hoàng. Không ngon không? Ngon hơn cái cháo hôm qua không? Thì sao so được, ngon hơn nhiều. Ngon. Mai Trang em phải coi video những cái lúc này nha Mai Trang. Nó có thịt bằm nữa anh. Ok, để anh thử. Để anh thử. Cháo này ngon nha. Ngon hơn nhiều nha. Mình rất là thích ăn cháo đặc. Mà cháo này nó đặc kẹo luôn mọi người. Được, ngon. Được. Cháo này mình cho 8 trên 10 nha. Em cho 9 luôn. Thịt nhiều hơn chút xíu nữa mình sẽ cho nhiều hơn. Mì đen nha mọi người. Nhìn mì nha. Mình nhìn trong đây là nước mà tràn lan luôn. Mình không nghĩ là nước nhiều đến cỡ này luôn á. Mình rất là thích ăn mì đen nha mọi người. Mà cái này mà nó dở chắc mình buồn dữ. Sao anh kêu nóng mà anh hấp nhiều vậy? Vị ngon nhưng mà hơi ngọt so với vị của mình hay ăn. Nhưng mà cọng mì á, nó rất là dai, nó không có bị bở. Dạ. Sao? Ngon đúng không? Vị này em thích, đối với em thì nó vẫn chưa đến nỗi ngọt lắm. Em đang tưởng tượng ngọt kiểu mà ngọt ngay luôn hả? Không. Tại vì anh đang ăn mì đen ở một chỗ rất là ngon rồi. Nó không có ngọt cái cỡ này. Mà mì này thiếu thịt. Đó là lý do tại sao mà mình mua cái này mọi người. Những đứa ham ăn thịt. Anh nghĩ là em sẽ thích mấy cái này nè. Sẽ bụng đậu. Tại vì biết sao em thích cả cá. Dạ. Để thử cái nha. Cay nha. Chết mẹ. Cay ngon, hơi bột tí xíu. Thử đi. Không cay lắm nhưng mà cay vừa. Dạ. Cái lưỡi em bị gì không thấy cay. Hơi cay. Hít rồi. Phải đợi tí xíu, cay mà đúng không? Hơi bột. Nhưng mà cuối cùng em vẫn không biết nó là thịt gì. Nhưng mà anh nghĩ là thịt heo. Đứa nào nói không cay, ăn cái này mới đầu tưởng không cay. Ăn vô xong mình mới thấy cay như điên đúng không? Đang đứng hầm đồ ăn. Thấy quyến rũ quá. Xong quyết định là mua thêm cơm chiên. Màng hoang nó thèm cho nên là nó muốn ăn cho bằng được rồi ăn để ăn thử. Dạ. Nhìn cuốn lắm. Cuốn. Không dừng được. Những đứa mới ăn cơm. Dạ ngon. Ăn có vị kim chi không? Có vị kim chi. Có vị kim chi mà thấy không có kim chi nhiều. Hộp vào hộp á. Mình tưởng nó sẽ cho nguyên cái ly đầy luôn mọi người. Mà nó gian dối với cái nồi ly. Trời, sao nóng dữ rồi. Ngon nha. Ngon. Ngon. Thằng bắt lắm luôn á. Tụi không ngon mà ngon nha. Cơm chiên này nó không có bị mềm quá, nó không có bị dính. Ăn rất là ngon. Sau khi chúng ta đi một vòng châu Á rồi, chúng ta sẽ quay trở lại. Hoàng đã đòi ăn burger cho bằng được, cho nên là bây giờ Hoàng sẽ đi hamburger. Ok. Mọi người, tụi mình đang quay trong một cái convenience store. Cái này là E-Mart 24. Và người ta đang đứng xung quanh. Tụi mình vẫn quay, mọi người rất là mắc cỡ. Nhưng mà nếu mà không quay trong đây, không biết quay ở đâu hết. 30 giây luôn, thì mình phút trong đời em. Thiệt luôn ha. Em mê burger dữ dữ luôn. Sao chả cá? Hoàng qua Hàn Quốc là mê chả cá. Nghe nói là ổng rày ngày nào đi đâu nó cũng ăn chả cá mọi người. Tổng cộng số cây chả cá mình đã ăn được 15 cây. Ừ. Trong vòng 2 ngày. Ghê thiệt chứ. Dở hả? Ngon. Ngon hả? Diễn dữ vậy cha. Cái gì ngon, bánh ngon hay thịt ngon? Em nói cái vị nó ok. Ok. Dạ. Yeah. Hoàng á, nó quay nó không có cho người ta coi trước. Nó ăn lỗi. Không hả? Xong rồi nó mới nhớ. Xin lỗi. Theo mình thấy là cái vị rất là ngon. Nhưng mà bò nó bị bột. Dạ.
Vị rất là ngon. Nhưng mà đây là convenience store cho nên là dĩ nhiên là bò nó sẽ không tươi được rồi. Nhưng mà ăn nó bột nhưng mà vị ngon. Với lại cái giá tiền mà phải trả ra là mình thấy cái này ok. Rating đi, thấy cái nào ngon nhất? Cơm chiên. Cơm chiên đối với em là gì nhỉ? Đối với em cái này là ngon nhất. Sau đó tới cơm chiên. Tới burger. Tới burger. Tới cháo xong tới đấy. Ồ ok yeah. Anh thích cơm chiên nhất. Xong rồi tới cháo. Xong rồi tới burger. Xong rồi tới cái này. Cái này là anh thích cuối cùng tại vì nó hơi ngọt. Bạn xếp hạng mình đảo ngược quá. Ăn này xong rồi tụi mình sẽ ăn dessert. Sao vậy? Trời ơi. Mọi người coi còn hoàng nè mọi người. Cái gói gia vị. Cái gói chấm ẩm anh. Trời, cái gói chấm ẩm là nãy giờ chắc anh với em đi luôn á. Đó, coi nè mọi người, kia nó vô nó coi nó xé. Sao nó xé nguyên cái gói này để yên nguyên luôn. Ủa gói đó có gì á, có gì á. Gói powder hay là gì á. Ghi là do not eat anh ơi. Chết rồi hoàng, thiệt luôn. Nó để nguyên gói chấm ẩm vô luôn mọi người. Nó có lủng không ta? Nó không luôn. Mà nãy em hâm nóng cái đó luôn đúng không? Nó sôi luôn. Thôi giờ thì đừng ăn nữa. Có gì anh không có chịu trách nhiệm nổi đâu hoàng. Một diễn viên gạo cội của đất nước. Cái món hoàng thích nhất lại là cái món hoàng phải dừng lại không được ăn mọi người. Tụi mình phải dừng máy tí xíu để lên Google coi là ăn gói chống ẩm có chết hay không. Tại vì hoàng nó ăn sắp hết cái tô mì rồi mọi người. Quyết định là dừng ăn. Nhưng mà hy vọng là tối nay vẫn toàn mạng để ngày mốt về Việt Nam. Chắc không sao đâu hả? Không sao, người ta kêu là không sao. Một ít không sao. Nữ hoàng đã trở lại. Bây giờ là buổi tối, đây là cái location cuối cùng tụi mình sẽ ăn ở cửa hàng tiện lợi đó là 7-Eleven. Thì nó mệt rồi mọi người, hết biết nói vậy. Anh người là người mệt nhất, em rất khỏe. Mình đang đói bụng mọi người ạ. Hề có phả. Kìa bên kia kìa. Nó là barbecue spaghetti. Mình khát nước quá mọi người. Mình uống trước cái này, cái này là cái lựa chọn của mình nha. Hy vọng là nó ngon. Ngon, hơi ngọt. Ừ. Ước gì nó ngọt ít lại tí xíu. Ừ. Ngon mà. Ê ngon nha. Ok mọi người, đây là cái lunch box của tụi mình. Mình có ham nè, mình có xúc xích nè, mình có trứng nè, nó gà nè, có kim chi nè, có broccoli nè, có thịt bò và cả thịt heo nữa. Cái phần này á mọi người siêu rẻ luôn, chỉ có 5.000 won. Là siêu rẻ dữ chưa? Người giờ nói chuyện lạ quá. À. Nó bình thường, nó không có rẻ. Gì hả? Nè nó nghe nè, ở New York có là $5, bạn không thể nào mà có được một cái box này. Cái này ít nhất cũng phải $15. Em hay so sánh với giá Việt Nam nên em thấy bình thường. Đây là bát phở đầy đủ đặc biệt các kiểu rồi đấy. Mọi người, đây là mì cay mà tụi mình order. Thì đây là cái vị mà mình chưa bao giờ ăn. Cái này nó lạ cho nên là tụi mình order. Mình nghĩ là nó là cay mà nó chua nữa mọi người. Em là em nghiện cái hãng mì cay này luôn đấy. Nhưng mà cái mì này, cái vị này em chưa ăn. Mình có thể ăn mỗi ngày được nhưng mình phải cố gắng kiềm chế bản thân. Không nhờ Hòa thích ăn mì mì. Vị giống như là vị mì cay lẩu Thái vậy. Ăn thử, ăn thử. Ngon nha. Thích đồng vị mì cay mà phô mai. Ăn như mì cay pha hảo hảo ấy. Ngon. Những bạn mà thích ăn cái vị Đông Nam Á thích cái vị kiểu này. Và nó vẫn giữ được cái vị mì cay. Nó không bị mất bản chất của nó. Nó không có quá béo. Ngon quá mà. Ngon. Nếu mà ai thích ăn chua cay giống như mình chắc chắn sẽ thích cái này luôn. Nhưng mà ngon. Chắc là cay đấy. Mì ăn cay giỏi mọi người. Bây giờ tụi mình sẽ ăn tới cái lunch box của Mai Trang. Spam. Spam Hàn Quốc khác spam Mỹ nha. Không biết có mặn bằng. Đúng. Nói nghe nè, anh rất là thích ăn cơm ở Hàn Quốc luôn á. Cơm Hàn Quốc ngon. Anh thích ăn gạo dẻo. Cái này hơi ngọt. Thì xào Hàn Quốc người ta làm hơi ngọt đấy. Ăn thử xúc xích nha. Tụi có phải cay nhỉ? Không có cay này, không có cay. Không có cay bằng cái mì đó đâu. Đúng rồi. Mà em phải ăn với cơm á hả? Ngon. Ngon hả? Ôm mơ. Jay Park Shopee mọi người. Em cảm giác như cái hộp này trông cái visual nó vẫn đã ngon hơn cái hộp hôm qua. Cái này ngon nha. Trứng hơi ngọt ngọt đúng không? Không ăn ngọt. Ngọt hả? Anh thích trứng nhất nha. Cái này là gì ta? Chất lượng hơn bên kia. Cái này có chập chơi bên trong. À. Chập chơi là cộng miếng trong trong á. À rồi ok. Ông ảnh. Ngon. Cái này ngon nè, anh thấy cái trứng ngon. Em chấm hộp này phải 8 điểm đấy. Chứng tỏ đồ ăn 7-Eleven mà đồ làm sẵn ấy.
chất lượng hơn. Đang định hỏi là ủa mọi người không thấy cái sự khác biệt về chất lượng giữa hộp cơm hôm nay và hộp cơm hôm qua là nó rõ ràng à? Không, mình thấy hộp cơm hôm nay ngon hơn, tại biết sao nhiều thịt hơn. Ý là cái vị ấy, cái vị nó kiểu nó không bị tiện lợi quá ấy. Không đoán tiện lợi mà không có chịu tiện lợi quá. Ờ đúng rồi, nó kiểu nó vẫn có sự ngon ở trong đấy. Hoàng ăn lấy ăn để luôn kìa. Cầm lên ăn Hoàng. Hoàng nó là đạo cơm mọi người, nãy giờ ăn hết hộp cơm luôn rồi mọi người. Cái hộp mì 4.000 won này nó mắc tiền nên nó sẽ là mì tươi nha, không phải là mì khô. Trà sữa quốc dân. Phải quay cái trà sữa ra, ok. Quay hết này luôn, trời ơi tạm youtuber chứ bộ. Trời ơi, bắt bẻ đồ đó. Thế xem à, đầy đủ bài của youtuber luôn. Ui, bắn nha, xin lỗi cả nhà, hơi làm màu một tí. Thôi, đây cho bạn này tầm chiều mới uống trước. Tầm chiều mới, ok, thử nha mọi người. Ôi dồi ôi. Ngon nha, biết sao không, không có ngọt. Đúng. Not too sweet. Not too sweet. It's good, I love it. Nó rất là vừa phải luôn á. Cho tầm chiều mới 2. Thích nha. Cái này là đường, giống như là đường khi mà mọi người order trà sữa. Cái này giống như là đường 30 vậy mọi người. Ngon. 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 Tí mình sẽ mua một chai nữa nha. Đây là trà sữa đóng hộp mà mình thấy ngon nhất. Sao nghe mùi cá vậy? Vị Mara Signature của Trung Quốc thật ạ. Anh thích ăn là cái vị tê tê của Trung Quốc à? Cọng mì rất là dai, không có bị bở. Ăn nó sẽ tê tê cái đầu lưỡi chứ nó không có cay theo kiểu như là ớt Việt Nam. Em thì thường thường em không hay ăn vị này lắm. Em không thích ăn cay. Đúng rồi, em không thích ăn cay. Em hấp miếng to dữ luôn á. Tẩm đà. Nó cũng có tê đầu lưỡi. Anh nghĩ cũng được. Nếu mà ăn kèm lên ăn kèm gì đó. Nhưng mà ăn cho biết cái vị cũng ok. Nhưng mà cái này vẫn ngon hơn nha mọi người. Nhưng mà để xem một người nghiện mì Mara mì cay anh em kiểu mì Tứ Xuyên thì sẽ thế nào nhỉ? Tê nhẹ nhẹ. Cái này cho tê lắm. Ok. Thích vị Mara mà thèm quá thì ăn cũng được. Mà không có đặc biệt. Em thích cái sợi mì này, sợi mì này rất là chân thật. Giống như là udon vậy á. Sợi mì này không bị tiện lợi mọi người. Sợi mì này như kiểu là người ta vừa nấu cho mình ăn rồi đó. Ăn đồ tiện lợi mà cứ nói là không bị tiện lợi. Cái đó, tiện lợi mà ăn vị nó không tiện lợi thì mới đáng chứ. Bây giờ mình sẽ khui cái chai nước thứ hai nha mọi người. Trong khi mà Mai Trang đang ăn Silon tea. Uống y chang trà xanh không độ mà nó ít ngọt hơn. Y chang luôn. Vậy là nó là trà C2 đó các bạn. Giống không? Y chang giống không? Mà ít ngọt hơn. Ít ngọt hơn thôi. Nhưng mà thích hơn nha, tại vì nó ít ngọt. Uống không cần đá. Để uống mà. Được, hai loại này là chấm nha. Thích hơn cái chai mà anh lựa cho anh. Thật luôn. Cho những người thanh đạm. Snack đây là của 7-Eleven luôn á mọi người. Đây là bánh phồng tôm. Thiếu gỏi thôi. Anh mua dĩa gỏi ăn. Ăn thử nha. Có nhớ về quê nhà không anh? Một cái là hồi hộp đây. Anh ăn hai cái có nghĩa là ngon. Mọi người, vị rất là ngon luôn. Nhưng mà bánh phồng tôm, cái texture của nó ăn không có ngon bằng bánh phồng tôm Việt Nam. Có phải hơi mỡ không? Nó không có giòn như bánh của Việt Nam. Nhưng mà cái vị ngon lắm nha. Cái vị cực kỳ ngon luôn. Giòn vụn như này bóng luôn rồi. Không có giòn. Không giòn bằng. Cái bánh mình nó đặc hơn. Ô, thật nào. Đây. Nhưng mà vị rất là ngon nha. Đáng để ăn thử luôn. Vị siêu ngon luôn, nhưng mà bánh không ngon bằng bánh phồng tôm Việt Nam. Bánh phồng tôm Việt Nam ngon hơn. Cái này cái vị đó là giống cái vị mà bánh bí đỏ Việt Nam á. Giống có vị bánh bí đỏ Việt Nam. Tiếp theo là Mai Trang lửa này luôn nha mọi người. Bánh này là một loại bánh cũng giòn nhưng nó ngọt. À, ở đây nó để là Italian snack. Yeah, it is not Korean. Nó không phải là của Hàn Quốc. Nhưng mà nó của 7-Eleven. Yeah. Quán khác là không có đâu. Mùi gì? Mùi caramel. Mày để micro đó nói anh nha. À quên thôi. Mình đợi đây mình hồi hộp đó. Ăn vô không biết là có thích hay không thích luôn á. Để em ăn thử. Vị ngon nha. Nhưng mà bánh ăn không nó kỳ lắm. Không nhờ, cái này bị ỉu nha. Có những cái khác em ăn trước, ăn rồi ngon hơn nhiều. Vị thì nó vẫn ngon. Vị nó hơi sữa sữa. Không bằng ong rồi. Nhiều lớp như này mọi người đấy. Đáng ra nó phải giòn cơ. Không được lắm nha. Em á, sự lựa chọn của em đó. Cảm ơn nhớ. Mình chấm điểm cho cái này là 10/10. Tới cái lunchbox này. Đó. Bim bim. Xong rồi cái này.
xong rồi tới cái mì này, cuối cùng là này, ba cái chai nước mà mình order thì mình thấy cái này là ngon nhất nếu mà các bạn thèm sữa. Còn nếu mà các bạn thèm trà xanh không độ mà các bạn ở Hàn Quốc đó, thì các bạn nên uống này giống y chang. Cuối cùng là cái này là soda mà nó có vị táo, mình khá là thích, nhưng mà rất tiếc là mình thích trà sữa hơn. Tóm lại những cái convenience store mà mình đi á thì mình vẫn thích CU nhất. Ok, tại vì nó rất là có rộng, nó có nhiều chỗ, cái cửa hàng nó mới, đồ ăn nó nhiều hơn. Mấy chỗ còn lại, cái GS25 anh thấy nó cũng ok, nhưng mà kiểu như là đồ ăn á, nếu mà mọi người muốn mà có nhiều đồ ăn á thì mọi người hãy đi lúc sớm á. Lúc mà mình đi cái E-Mart 24 á thì mình lại lúc 2-3 giờ thì không có nhiều đồ ăn lắm. Nó qua giờ ăn trưa của người ta. Đúng rồi, ăn trưa người ta ra. Thì nếu mà mấy bạn muốn có nhiều đồ ăn thì đi mấy cái giờ mà mới mở cửa hoặc là chuẩn bị ăn á thì nó sẽ có nhiều đồ hơn. Đúng không? Có vẻ như mọi người hay thích CU tại vì CU rất là nhiều món. Đúng rồi. Và thường cửa hàng nó rộng và nó đa dạng ấy. 7-Eleven thì nổi tiếng từ trước tới giờ, nhưng mà cái cửa hàng nó hơi nhỏ tí xíu. Đồ ăn thì mình cũng thấy giống như mấy chỗ kia. 24 giờ của tụi mình đến đây là kết thúc. Có cái món nào mà mọi người thấy mà tụi mình thích thử và muốn thử thì comment bên dưới cho tụi mình biết. Còn bây giờ thì xin chào mọi người. Bye.